quý vị, trong tiểu mục Sống đẹp ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị những gương thanh niên trẻ có những hành động rất đáng được tôn vinh, như việc một chàng trai đã quên đi đớn đau bệnh tật để tiếp tục công việc thiện nguyện, hay những bác sĩ trẻ xông pha vào trận chiến chống dịch. Họ đã viết lên những câu chuyện truyền cảm hứng trong xã hội và được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Thanh niên Sống đẹp. Câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam có một thành viên đặc biệt. 5 năm trước, anh Nguyễn Xuân Hoàn biết tin mình mắc ung thư vòm họng rồi tiếp tục di căn xuống phổi. Nhưng điều đó không ngăn cản anh dừng bước với công việc thiện nguyện. Dịch Covid-19 cũng là lúc anh Hoàn và câu lạc bộ hoạt động hết công suất. Có ngày buổi sáng anh đến bệnh viện điều trị, buổi chiều lên đường chi viện cho các khu phong tỏa, hỗ trợ các lực lượng chống dịch. Ung thư những ngày đầu tiên mình phát hiện ra, thế là mình cũng buồn nhưng mà mình vẫn tiếp tục điều trị thôi. Mình vẫn sức khỏe, vẫn đảm bảo và mình vẫn tham gia cùng anh em. Cuối tháng 7 năm 2021, dịch Covid-19 căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là lúc bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh được biệt phái tới hỗ trợ trung tâm cấp cứu 115. Áp lực rất lớn với nhóm trực tổng đài khi phải tiếp nhận 5-6.000 cuộc gọi mỗi ngày. Phải khẩn trương điều phối bệnh nhân và đưa ra hướng dẫn chuẩn xác. Em biết là bệnh nhân rất là cần và không có những người cấp cứu ban đầu như tụi em thì bệnh nhân cũng không thể nào vượt qua để chuyển tới bệnh viện. Trong cái thời điểm đó là mình muốn tự bản thân mình hứa mình sẽ ở lại thành phố để đi chống dịch, nên là ai có gọi gì đó, ví dụ như là đi ra các con hẻm để lấy mẫu hay là hỗ trợ người dân đi chợ hay là đi phát quà, đi từng các con hẻm, dù là hẻm mà có nhiều ca thì em vẫn sẵn sàng đi. Mình chỉ nghĩ mình là một cái thanh niên để có thể hỗ trợ thành phố. Vòng quay của sự tử tế và sự hành động của cộng đồng vẫn lăn bánh trên mọi nẻo đường, nâng bước chân của những thanh niên Việt Nam đến với mọi miền Tổ quốc. Những thanh niên tiêu biểu và đóng góp cho cộng đồng sẽ được ghi nhận và tôn vinh với giải thưởng Thanh niên Sống đẹp do Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng với công ty TCP Việt Nam trao tặng. Thông qua những thanh niên sống đẹp được nhận giải thưởng hàng năm thì lan tỏa đến cái tinh thần tương thân tương ái, nâng cao được cái nhận thức, cái giá trị sống của thanh niên Việt Nam, cái ý thức và cái khát vọng cống hiến, lập thân, lập nghiệp. 65 thanh niên được tôn vinh là 65 câu chuyện về những việc làm nghĩa cử cao đẹp, tinh thần xung kích không quản ngại khó khăn, cống hiến xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.